Hello, em chào các bác nhá. Hôm nay em lên cặp vào loa Ribbon L75, hàng thu hồi trao đổi nâng cấp của khách, hàng nâng cấp khách nâng cấp nhá. Còn rất là đẹp. Bát 40 Ribbon L75, bát 40 thùng sơn cát, sần sơn cát, thùng vách, loa còn rất là đẹp, còn rất là mới. Đẹp hết mới nha các bác nhé. Gặp bài khách nâng cấp thì cho giá rất là tốt. Em tiện báo giá luôn cho các bác nhé. Các bác nào chốt thì em để cho các bác mức giá là 5.500.000 nha. 5.500.000 đồng, giá trên là chưa bao gồm chưa có phí ship nhá. Giá trên là chưa có phí ship các bác nhá. Đó. Còn rất là đẹp nhá. Còn rất đẹp. Bác nào đúng chất vua thích loa to, loa bát 40 thì alo cho em nhá. Theo số điện thoại trên bài nhá. Cặp này là khách mua là 12 triệu bên bên đơn vị nào đấy em không rõ, nhưng mà khách mua là 12 triệu nhá. Khách mua 12 triệu. Màng giấy xi măng. Bác nào cần alo cho em nhá. Số điện thoại trên bài nhá. Cuối video em xin phép chào các bác đây.